Một câu chuyện đầy cảm xúc diễn ra trên bán đảo Kamchatka, Nga khi một người chủ đầy tình yêu đã bị lạc mất chú chó Husky của mình. Không chịu buông xuôi, anh ta đã quyết định sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm người bạn bốn chân thân thương. Và điều kỳ diệu xảy ra khi người chủ đã tìm thấy chú chó của mình đang đổng đảnh chạy nhảy một cách vui vẻ cùng với những chú gấu nâu. Sự gần gũi, hạnh phúc tràn ngập giữa chú chó và những chú gấu đã tạo nên một cảnh tượng đầy thú vị, như trong một bộ phim tình cảm về thế giới động vật khiến người xem không thể rời mắt.